hướng dẫn cho em cái cách sử dụng bàn phím bàn chân. Dạ, thì em để không tự tìm ra nhỉ. Em học ở nhà. Dạ, dạ em được trường 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 một trường phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh để tặng cho em cái computer. Ờ, rồi em tập ở nhà. Dạ. Cung kính thưa quý độc giả Bệnh viện Online, thì vừa rồi quý vị đã cùng chúng tôi nghe câu chuyện của em Vô Thái Hoàng Em, cũng như những khó khăn và những cái nhu cầu, những ước mơ mà em muốn có để có thể hiểu thêm một chút về những cái đóng góp đối với trường học của em, cô Thái Hoàng Em. Xin mời cô Liên Hương, cô có thể nói gì về những cái cách mà để có thể gửi donation hoặc là những cái giúp đỡ về em như thế nào? Thưa, hiện giờ đó thì tôi thấy ngoài cái nhu cầu về những cái cơ bản là để lo cho em những cái chi phí mình về máy bay, về tay giả, về một số nhu cầu ở hiện tại, thì em cần được học Anh văn và học vi tính, học computer nhiều hơn. Thành ra tôi và một số các chị em thân hữu đã bàn định với nhau rằng cái sự hỗ trợ của chúng tôi là nói lên cái hoàn cảnh đáng thương và đáng phục của em, và xin được giúp đỡ từ những cái tấm lòng tốt, giống như giúp đỡ một em cháu mình trong cái cơn hoạn nạn, nhưng không phải với cái tinh thần là mỗi ngày mình cho em một hộp cơm để em ăn. Chúng tôi cũng muốn làm sao để em trở nên một người hữu dụng, và trong tương lai xa cũng như tương lai gần, cái chuyện mà em đã thua thiệt vì mất đôi cánh tay thật sự trời cho, thì bây giờ em sẽ tận dụng cái khối óc của em, và em trước hết thì chúng tôi nhìn thấy hiện tại thì em nên trau dồi hai cái môn học là computer và Anh văn, để sau này có thể là những cái ngành đó nuôi sống em, không có dùng đến nuôi tay nhiều. Và trong khi trong hiện tại, trong thời gian gần nhất ở đây, thì em cần được hướng dẫn một chút để em có thể tiếp xúc, nói những câu Anh ngữ thông thường. Thì nếu có một bạn trẻ mà biết vừa tiếng Anh tiếng Việt để kè cho em biết nói một tí thì rất là tốt. Là với một cái điều cụ thể là ngày mà em qua tới Mỹ này á, là bị lạc tới 2 lần, một lần tại Nhật. Thay vì em đi Los Angeles á, thì đi theo một người để đi tới San Francisco, em lạc rồi. Người ta cho em đi lên máy bay đi tới Seattle, và trên đó người ta sẽ cho mẹ con em đi từ Seattle về Los Angeles lại. Thì em lạc ở Seattle nữa, em không biết rằng, mẹ con không biết rằng ở đó không phải là Los Angeles. Mặc dù chúng tôi đã đăng ký, đã ghi tên xin em thuộc cái diện tàn tật được ngồi xe lăn, mà tôi không hiểu tại sao lại không được giúp đỡ. Và em lạc lần thứ nhất rồi, và lần thứ nhì cũng không được giúp đỡ. Chúng tôi ở LAX lo lắng kêu gọi cái nhân viên của hãng máy bay và đòi hỏi phải có sự giúp đỡ nhiệt tình hơn. Họ nói không lên được cái chuyến máy bay để đi xuống Los Angeles nữa. Tôi nói như vậy thì không được, phải hối thúc họ, thì họ kiếm được người Việt Nam. Họ announcement của họ thì tôi cũng sợ rằng mẹ con em chưa có quen, và tôi cũng nhờ cảnh sát kiếm nữa.
Thì rốt cuộc lại á, thì thay vì 9 giờ rưỡi sáng á, thì 10 giờ khuya ngày chủ nhật, tức là ngày Father's Day á, em mới tới được phi trường, là tụi tôi đón mẹ con em về nhà lúc 12 giờ khuya. Thì chúng tôi cũng thấy rõ rằng anh văn là cái chìa khóa để tiếp xúc với mọi nơi mọi chỗ, để mà giải quyết cho mình qua những lúc khó khăn nhất, thì em cần cái điều đó. Và tôi cũng muốn là nếu có thể, không phải tôi mà cả những chị em bạn của tôi đã họp nhau lại cùng có ý kiến là nếu có ai khởi động cho mấy em được nói những câu tiếng Anh chuẩn một chút, tức là cái đám mà mấy em trẻ đó thì cái khả năng phát âm, cái cung cách nó đúng hơn là những người lớn tuổi, và cũng chỉ cho em một phần về cái máy computer để em về nhà có thể em đem theo một cái laptop và có một cái printer nhỏ để em có thể em ghi bài và làm bài nhanh hơn là viết bằng chân. Em đã cố gắng dài lâu nhưng mà thật sự cái điều đó cũng chứng tỏ một số việc, và em cũng ghi lại bài để em học được, nhưng mà không đủ hữu hiệu để cho em có thể tiến thân tranh đua với lại cuộc đời đang khó khăn, ở nhất là ở Việt Nam bây giờ. Thì chúng tôi cũng muốn rằng song song với việc mà tiếp cho em một số tiền bạc chẳng hạn để cho hai mẹ con có thể sống hàng ngày, thì chúng tôi muốn rằng em sẽ được học Anh văn và computer riêng, được huấn luyện riêng để cho cái khả năng của em khá hơn, tiến bộ nhanh hơn, em có thể hấp thu được. Và tôi thấy rằng em rất là ít nói nhưng mà rất là nhiều nghị lực. Thành ra xin tiện ở đây, từ hôm em qua được báo Người Việt thông báo trong một bài viết của tôi đăng trên báo Người Việt ngày chủ nhật, thì từ đó tới nay đã rất nhiều người gọi tới và giúp đỡ em với một cái dòng lòng thương quý, thương xót vô cùng vô biên. Thành ra chúng tôi là người đã bảo trợ em cũng rất là mừng, rất là cảm động, mừng cho em và cũng cảm động cho cái tình người Việt dù ở xa xứ. Và luôn tiện đây và chúng tôi xin nói thêm là tất cả tiền bạc chúng tôi sẽ báo cáo lúc khi mà mọi việc đã xong, và cái số tiền mà ngoài những cái chi phí cần thiết thì chúng tôi sẽ nhờ hội thiện nguyện, họ làm những cái việc xã hội lâu nay rất là có uy tín là hội Help the Poor, để họ giữ tiền và chi phí cho em hàng tháng, chứ chúng tôi cũng không thể cá nhân nào mà đứng giữ được cái khoản nào lâu dài nếu cái món tiền đó